hơn 4 triệu một cặp Raful 30 Nexo cực kỳ đẹp và được sử dụng là tép neo. Đây các bác cùng xem mẫu nhá. Mẫu của em ngày hôm nay thì là một đôi full thùng Nexo lưới cam bằng sắt được dán chống bụi. Rất là chất luôn. Thùng gỗ sơn sần MDF. Thùng cân về phía bên trong. Và các bác được sử dụng một cặp bát này này. Bát từ 19 con 76 Nexo L1560B-8 500W trên trực kháng 8 ohm nhé. Từ 190 con 76 xương, bản xương của nó là bản xương hình lục giác này. Đấy, bát tường và check neo nhá. Check neo Nexo. Bi được của nó được mạ chrome bích 7 màu. Đây là check neo bi 450. Và bát này là bát 30 từ 190 con 76. Gân của bát là gân 3 gân nha, rất là chất luôn. Đây bên trong thùng này. Phân tần là F2A này, một bát một kèn này. Bên trong thùng các bác nhìn cùng nhìn nhá, còn nó ruột loa này. Với cái cấu hình này ấy, mà em đang giao cho khách hàng, cặp loa này có giá 4,8 triệu. Nếu như anh em quan tâm thì một cặp loa Nexo mà bát thường và check neo rất sáng tiếng, rất quánh tiếng, rất là căng. Các bác quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp cho em Tùng để đặt một cặp loa thành phẩm như thế này nhé. Full 30 Nexo này rất là hay, em đang dựng rất là nhiều mẫu cho khách hàng.